Đây nha mọi người. Wow, rất là nhiều luôn. Chào mọi người, thời tiết Hà Nội đang rất là lạnh và video hôm nay mình sẽ trải nghiệm món thắng cố. Đây là túi thắng cố thịt bò nha mọi người. Và cái túi này nặng 1,4 cân, mình mua ở bên Aeon Food. Bên trong này thành phần bao gồm thịt bò và các loại nội tạng bò. Khi mua thì mình sẽ có thêm hai gói nước chấm như này nữa. Họ ship cho mình một gói như này, giã đông ra và làm nóng lên thưởng thức thôi. Bây giờ mình sẽ đi làm nóng lên và trải nghiệm nhé. Đây nha mọi người. Wow, rất là nhiều luôn. Mình nghĩ cái set này ấy phải 3 người ăn thì mới hết nha. Rất là nhiều, 289.000 cho set này nha mọi người. Và cái thắng cố này thì có hai cách ăn. Đấy là mọi người có thể ăn luôn trực tiếp như này, hoặc cho rau vào ăn như lẩu nha. Bên trong này rất là nhiều lòng bò, sách bò và có cả thịt nữa, thịt và gân nha mọi người. Đây, đây là dạ dày bò và sách bò. Xin mời mọi người nha. Ôi, nó nóng, giòn. Cái vị của nó kiểu hơi mặn mặn nha. Rất là thơm các cái gia vị Tây Bắc bên trong này. Và trời mùa đông lạnh như này mà có cái nồi thắng cố bên cạnh nó đang sôi sùng sục này, ngồi ăn rất là tuyệt vời nha mọi người. Mình sẽ chấm cùng với cả cái nước chấm họ cho. Xin mời các bạn nha. Và cái nước chấm này rất là thơm nha, cực kỳ thơm mùi gừng. Nó kiểu ngọt ngọt, mặn mặn. Và họ cho rất là nhiều gia vị vào đây. Mình ngửi thấy cả cái mùi tương nữa. Thắng cố này họ nấu chuẩn vị Hà Giang nha mọi người. Và họ nấu theo công thức của nghệ nhân nha. Ngoài ra thì họ sẽ không dùng đậm bia để cái mùi nó nhẹ nhẹ. Họ làm theo phong cách nó thương mại hóa một chút để ai cũng có thể ăn được. Mình thấy mùi nó vừa phải và rất là thơm. Nó có một cái mùi đặc trưng của bò nha. Thịt bò thì lẫn giữa phần thịt và phần gân nha mọi người. Rất là ngon luôn. Ok mọi người nhé, và mình vừa trải nghiệm xong cái set thắng cố bên Aeon Food. Trời cũng đã tối rồi nha mọi người. Với mình thì cái set thắng cố họ làm cực kỳ chất lượng nha. 289.000 thì mình nghĩ là phải 3 người ăn mới hết cơ. Cực kỳ nhiều. Mùi thắng cố thì thơm cái vị Tây Bắc. Ngoài ra thì không có nậm bịa nên cực kỳ dễ ăn nha mọi người. Thôi, mình tắt máy ăn tiếp đây. Mọi người có cơ hội nên trải nghiệm nha.